Kate kate bara kate bara song kate buri Ví dụ như một bé thơ nha, chẳng hạn như mấy em bé thơ này nè, để kiếm một nụ cười nở trên môi của mấy em giống như nụ hoa với những cái người lớn giống như chúng ta, thì ai là người dễ cười hơn? Bé thơ tắt luôn, trừ khi nó nóng lạnh thời tiết và đối khác của cái thân vật lý này thôi. Còn không có chuyện gì xảy ra của cái thân vật lý này, nó ngồi nó cười một mình không bao giờ nói nó khùng. Nhưng người lớn mình ngồi cười một mình, đứa bé thơ mà nó ngồi nó chống càm mà nó suy tư là đứa bé thơ đó mà nó là bị bệnh trầm cảm ABCD gì đó. Còn người lớn mà ngồi chống càm nhìn là sâu sắc, người có nội tâm sâu sắc. Bản chất của sự sống là niềm vui, không vui là mình sống đâu, không vui là anh chết trên cái suy nghĩ này, có điều anh chưa có chôn cái thân thôi. Chỉ cái ông già 80 tuổi vừa 7 năm trước đó với đứa bé thơ 7 tuổi đây, ai là người có nụ cười nhiều nhất, nhiều hơn? Đứa bé này. Vậy là cái chết có gì đáng sợ không? Nó đang giúp cái người không thể mở nổi nụ cười đó để quên hết đi, và bây giờ sinh ra đây ngồi cười miệng. Có nghĩa là một đứa bé thơ là một cái con người mà nó có cái niềm vui sống sẵn có bằng cái sự sống này, cho nó không đi thuê đi mướn ngoài kia làm cho nó vui.